Chân nổ Hùng Sơ ơi, xin chào quý anh chị. Thì hôm nay trong video này thì em xin phép đề cập đến cho quý anh chị chính sách giá xe Hyundai Accent thời điểm tháng 2 2024. Thời điểm sau Tết hầu như là các hãng đều giảm giá và Hyundai là một trong những hãng giảm giá mạnh nhất và có số lượng xe và màu xe sẵn giao cho quý khách hàng. Thì hiện tại đây em còn một chiếc Accent AT phiên bản đặc biệt màu đen, sản xuất 2023. Giá xe niêm yết thì là 545 triệu, nhưng hiện tại Hyundai Bắc Ninh đang giảm giá hỗ trợ cho quý khách hàng chỉ còn là 499 triệu cho chiếc Hyundai Accent này, giảm lên đến 46 triệu đồng, và giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó rơi vào khoảng là chưa đến 560 triệu. Quà tặng cho quý anh chị thì có thể kể đến sơ qua như là phim kích nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng. Đó. Accent thì bên em phiên bản 2023 này thì còn màu đen bản đặc biệt, và bản tiêu chuẩn thì sẽ có những cái màu như là màu đen, màu trắng. Đó, rất phù hợp với những anh chị như là mệnh kim, mệnh thủy, mệnh mộc. Đó, Accent thì hiện tại bên Hyundai Bắc Ninh có liên kết với các ngân hàng thì sẽ hỗ trợ cho anh chị tối đa là 80% giá trị xe. Lãi suất cực kỳ ưu đãi, chỉ rơi vào khoảng 6,2% trên một năm, tính ra thì rơi vào khoảng 0,51% một tháng. Đó, thì chỉ với ngoài 100 triệu một chút là anh chị có thể sở hữu được một chiếc xe Hyundai rồi. Lãi suất cực kỳ là tốt. Thì Accent trong phân khúc thì sẽ nổi bật với những cái công nghệ, thì em cùng anh chị sẽ đi tìm hiểu từ phần đầu xe. Phần đầu xe này thì Accent có cụm đèn pha cốt kiểu chiếu projector, đó là pha cốt sung bóng, đó, bi projector, có đèn chiếu góc hỗ trợ vào cua khi anh chị đánh lái góc hẹp, đèn sương mù phá sương tốt với kiểu chiếu projector, đó là bóng halogen. Lưới tản nhiệt của xe thì có dạng các nước được mạ chrome khói cực kỳ sang trọng. Đó, cái mạ chrome khói này thì nó có một cái ưu điểm là nhìn xe nó sẽ khỏe khoắn. Cản trước cũng vậy, nó mạ chrome khói rất sạch sẽ và nhìn khỏe khoắn. Đến với phần la răng thì phiên bản đặc biệt này thì sẽ có kích thước la răng là 16 inch, còn phiên bản tiêu chuẩn AT thì sẽ có kích thước la răng nó là 15 inch. Gương chiếu xe thì được chỉnh điện, gập điện, rồi tay nắm cửa mạ chrome. Phần cụm đèn hậu cũng như phần đuôi xe thì được trang bị nó 4 cảm biến và có cam lùi hỗ trợ dừng đỗ xe. Đèn hậu thì là đèn hậu dạng LED. Đó. Cốp xe thì được trang bị đó là cốp mở cơ nhưng mà tích hợp mở tự động bằng chìa khóa. Đó. Cốp của Accent anh chị có thể thấy là nó có một cái chiếc cốp với khoang thể tích rất là rộng. Cái này thì anh chị có thể để được vali và để được rất là nhiều những cái vật dụng kèm theo để sử dụng cho những cái chuyến hành trình, chuyến đi chơi. Ở đây là tiêu hao nhiên liệu của xe nhé. Với đường kết hợp thì anh chị có thể thấy là chỉ 6,2 lít này, đường trong đô thị là 8,5 lít này, và đường ngoài đô thị rất tiết kiệm và 4,8 lít chưa đến 5 lít ạ. Cùng vào những phần khoang nội thất thì Accent được trang bị với các tông màu nội thất như là màu kem, màu đen và màu ở trần này thì nó là cũng là màu kem. Thì nó với hai tông màu nội thất thì xe mang đến cảm giác sử dụng nội thất rất là sạch, và cái màu nội thất này nó đặc biệt nó rất là bền anh chị ạ. Đó, vô lăng của Accent phiên bản số sàn bản đủ này, số tự động thì đều được bọc da nhé anh chị. Đó, bọc da sờ rất là mịn, và trên phiên bản đặc biệt này thì sẽ có tích hợp ga tự động cruise control này, gương tự động và đèn pha tự động và gạt mưa tự động thì được trang bị cho phiên bản số tự động, hai phiên bản số tự động. Đó. Kết nối Apple CarPlay, Android Auto, kết nối Bluetooth, đàm thoại dành tay được trang bị cho tất cả các phiên bản có màn hình và phiên bản từ số sàn trở lên, số sàn mà đủ trở lên. Thì phiên bản đặc biệt này thì sẽ có điều hòa tự động này, rồi đèn nổ start stop thì được trang bị cho phiên bản số sàn bản đủ trở lên, gương chiếu trong chống chói tự động. Vâng, cửa sổ trời thì của Accent thì
Em thấy là trong phân khúc thì hầu như là chỉ có mỗi thằng Accent này thì được trang bị cửa sổ trời. Vios chưa có này, City cũng chưa có. Ghế của xe thì được trang bị đó là ghế da, còn cái ghế nỉ thì được trang bị cho phiên bản dưới bản hiếu. Cùng đến với hàng ghế thứ hai thì Accent có một cái khoảng ghế thứ hai khá là rộng, kèm theo cửa gió điều hòa ghế phía sau, có sạc cổng sạc hỗ trợ việc giải trí cho quý hàng. Ghế thì được ngả lưng tốt đó, ngả lưng ghế tốt, và chiều dài cơ sở của Accent này thì thông số thì sẽ tốt hơn Toyota Vios. Accent thì có nhiều phiên bản màu cho quý hàng lựa chọn, như màu đen, màu trắng và màu đỏ. Thì hầu như là các màu thì bên em đều sẵn giao. Thời điểm đầu năm này thì thường hãng cũng sẽ hỗ trợ giảm giá rất là tốt cho quý khách hàng. Thì quý hàng có nhu cầu tìm hiểu về Hyundai Accent thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Channel Hùng Xe Hơi xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và ủng hộ. Xin chào và gặp lại quý chị trong những video tiếp theo.